Ngày 2 tháng 10, Công ty Cổ phần Văn Phú Invest và huyện Hoành Bồ đã ký kết tài trợ quy hoạch chung xây dựng phía Nam huyện Hoành Bồ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh, Hoành Bồ cùng với thành phố Hạ Long, Cẩm Phả được xác định là vùng đô thị trung tâm khu vực phía Tây của tỉnh. Huyện Hoành Bồ đã ban hành nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025 nâng cấp huyện lên thị xã. Đến năm 2021, Hoành Bồ sẽ tự cân đối ngân sách chi thường xuyên, xây dựng Hoành Bồ là đô thị vệ tinh cửa ngõ phía Bắc của thành phố Hạ Long, vùng đệm của thành phố Hạ Long, Cẩm Phả. Trong những năm gần đây, huyện Hoành Bồ đã tổ chức nhiều hội nghị có quy mô lớn nhằm khẳng định các tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh công tác quảng bá và xúc tiến kêu gọi đầu tư, giới thiệu các chương trình dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest là một trong những thương hiệu uy tín có nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản trên cả nước. Sau một thời gian nghiên cứu tiềm năng thế mạnh của Hoành Bồ, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest đã đề xuất được tiếp tục nghiên cứu lựa chọn đầu tư vào huyện. Trước mắt là phối hợp hỗ trợ Hoành Bồ thực hiện tốt công tác quy hoạch. Tại lễ ký kết, lãnh đạo Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest cũng khẳng định, ngay sau khi sản phẩm quy hoạch này được thực hiện thì Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest sẽ là nhà đầu tư tiên phong và kêu gọi các đối tác cùng đầu tư vào Hoành Bồ để thực hiện hóa quy hoạch này. Phía huyện Hoành Bồ hiện đang kết hợp với các nhà tư vấn trong và ngoài nước để đưa ra được sản phẩm quy hoạch có tính ứng dụng khả thi vào thực tế và mang lại hiệu quả cao nhất.